morning. Bán rồi đi về khơi gỗ đi. Đi, khơi đi để cho nó khô đi để khách ra để. Đây là quả đưa này không trồng cái gì nhỉ? Rau dớn này đầy đây này, lấy cái này nốt. Ăn thử xem nào. Đi xa xem. Ôi nhiều, nhiều thế nhỉ. Khai thuật, khai thuật. Đây, ở đây bỏ dấu dưới lại mình. Thế em chán đường. Ăn thùng khoái à? Ừ. Nhiều xài thế. Xài lắm, ăn không? Không. Nguyên trầm ít. Ăn. Được chưa? Thả nhé.
cơm với anh xong, bên này xem đủ mấy cái nấm kia, như lấy nấm này nấu ăn nhé. Đi xuống dưới này lấy một quả trứng. Cháu để luộc luôn. Lấy cái bát, lấy cái trứng nó dài cho nó nguội. Còn một quả nữa nhỉ, ngon chưa? Trời này cũng là thất thường, mưa thì nắng, thậm chí là tạnh, tạnh không lại mưa, không mưa to lên luôn, tạnh hơn. Đảm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng rồi. Cái này không có cái đèn chạy pin nhỉ, đèn này nó phải sạc, tí hết đi về quán xóm này sạc nhiều. À cái này để đây, để ngoài này. Hả? Cái đâu người ta làm đây, để ngoài này. Đi dừng phải bắt treo lên. Cái này có cả đây này. Bên biển cái này. Đây. Đúng rồi. Để đây. Vô này tí dòng ở chỗ kia nhỉ. Bây giờ lấy bần lửa chỗ đốt cái đấy. Dạ. Em mát mẻ quá tắm không mát lấy dầu hóa mình nhé. Thì em đi hai đi anh nấu cơm cho. Đổ vào đây để làm nước canh.
nay đi sợ đi xa quá mỏi hết cả chân. Nắng to quá. Mệt mỏi quá. Ôi, cắt tóc ra được muối cắn bổ hết đầu. Thank you.
đi cho khô làm giống tiếp đi lấy cái lưới vịt này sang quay cái đường mình dầu lại con gà làm bướm. Cắt nó vào. Dạ anh đâu cần. Đào kia. Cất cái ngô vào trong luôn em ơi. Trong nấu cơm chờ anh nhé.
lấy cho anh cái đũa với cái cậy đây để đũa này nha em. Chết ra ngoài. Lấy xuống dưới làm nhặt. Vào nha. Chín rồi đấy, ăn được rồi đấy. Con đấy, rồi sâu còn nên đi lấy. Dầu gì không lấy ra ngoài để bán cho khách du lịch ấy.
đi nhiều phết nhỉ. Đây nhiều quá. Đây, chỗ này ngồi nóng quá. Nóng thật. Ui, xem ngọn này đẹp rồi. Đấm bọc. Ôi, chỗ kia hình như có dâu bọc hai rồi. Đấy, một cây bên kia rồi. Đi sang xem thử nhỉ. Nóng cây này. Đường này đường mới mưa nhỉ. Bỏ rồi.
40.000 đấy. Được ít trâu quá nhỉ, được nhiều nhiều thì cần phải nói nhỉ. Em không lấy tiền, em ở nhà dọn dẹp xung quanh nhà đi nhá. Anh đi lấy bí ở vườn mình nhá. Em đi lấy cái dây này này. Đấy, em làm một cái que thế này. Buồn này, đấy. Này, xong buộc này. Dế miền chui từ hàng ra đây xong mắc vào cái dây chỗ này xong cắn dây này xong sọc cái này xuống đấy con dế nó xuống ở trong này chui lên Thank you.
ăn cơm xong đi đánh bẫy. Trời chiều tối đó, nó đi thăm một lần, hôm đây nó mới ra. Nó bảo chị ra kia. Được con nào không? Cái này vẫn chưa ra. Chưa được. Ố, số này đồm con rồi ấy. Đây là có đấy. Ôi trời, chiếc này đồm con đấy. Được hai con. Đi đây. Ôi, ngủ đâu rồi.